Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn giao lưu với anh em mình một số cái dụng cụ rèn Việt Nam các bạn. Cái này là thép Hòa Hảo nha, thép Hòa Hảo. Hòa Hảo thì ở An Giang, đó là của bên đạo Phật giáo Hòa Hảo đó. Cái đó là cái khu rèn cũng nổi tiếng lắm. Với những dụng cụ này thì mình bán trên thị trường cũng khá là nhiều rồi. Hôm nay thì bên cái xưởng rèn người ta tăng cái bên cái khâu thợ phụ, làm mấy khâu phụ lặt vặt thì nó cái phôi ra nhanh thì cái thợ chính người ta rèn được nhiều hơn, nên là nó có dồi dào, nên là mình muốn giao lưu với các bạn để anh em nào mà có chưa mua đủ dụng cụ thì mình có thể liên hệ với tôi để mua nha. Thì đầu tiên thì cạp các bạn, bên đây là bốn cái cạp gồm có hai tròn hai xéo. Thì cái cạp này được cấu tạo của nó là cán bằng inox, cái cán bằng inox, còn cái lưỡi bằng thép. Lưỡi thép thì nó mới có cái độ bén và độ cứng đủ để cắt được cái cây. Thì khi mà các bạn mua thì các bạn xài xong các bạn chỉ vệ sinh phần lưỡi tí xíu ngoài này thôi, ngoài này nè đó, các bạn chỉ vệ sinh phần lưỡi này thôi, tại vì nó tháp phần thép vô đây đó. Thì hiện giờ thì mình chỉ sản xuất duy nhất một loại cạp, đó là loại cạp tròn và xéo lớn thôi. Lúc trước thì mình có bán cái loại nhỏ nè, loại nhỏ là loại này đây, loại nhỏ nè. Thì nó khác ở nhau ở chỗ là về cái thanh cắt, là cái thanh này nó sẽ nhỏ hơn cái thanh của cây lớn, lực cắt nó cũng nhỏ hơn. Cái này lúc trước mình bán thì anh em xài ẩu hay bị hư, rồi mình cũng thống nhất mình bỏ luôn cái mẫu đó, mình không có làm mẫu đó nữa. Bây giờ chỉ có loại lớn duy nhất. Thì các bạn đo chiều dài nè, hơn găng tay tí xíu. Thì nói đâu đó thì nó cũng rồi bây giờ mình chỉ làm loại tròn và xéo lớn thôi nha. Thì cái loại đó nó mạnh hơn, các bạn có thể thêm một tí. Ở đây là đồng giá hết nha các bạn, tròn và xéo đồng giá 750, và giá này đã bao gồm phí vận chuyển. Đối với đồ nghề thì mình bảo hành cạp kéo và kéo tỉa, kéo bắt nhôm, còn những thành phần còn lại thì giá trị nó thấp thì mình không bảo hành. Nếu bảo hành thì gửi tới gửi lui thì các bạn cũng mất phí vận chuyển hai ban đầu, nó cái giá trị không bao nhiêu. Mình chỉ bảo hành cái cạp và kéo tỉa, cái con nhôm, vân vân. Đây, về cái giá thì cạp tròn và xéo lớn đồng giá 750 bao ship đấy. Và mình sẽ test hàng cho các bạn xem. Và nè, đây là cây cạp, và hai cây cạp của mình nè đó, mình dùng cũng 2 năm rồi đó, nó còn rất là bén. Đây, cái lưỡi nó bị xét nữa các bạn, có tí xíu đây thôi. Nếu bạn kỹ thì mình chà sạch mũ cây rồi mình nhúng dầu cho nó. Còn ở đây cũng vậy, tại vì mình làm nhiều quá, mình làm xong mình quăng vào trong cái sọt không à, nên là nó dễ bị xét, nhưng mà nó xét phần lưỡi thôi, vẫn còn sáng bóng đó. Đây bạn, đây là cái cành mai vàng nha. Đây, cành này thì cũng khá to đó, các bạn hãy đánh giá nè, nó cỡ ngón tay trỏ mình, thậm chí nếu bạn ngón tay cái mình luôn. Rồi đây, mình sẽ cắt đứt nguyên khúc này, tại vì cái cạp xéo các bạn biết là nó sẽ cạp là cắt thôi, chứ nó không có chức năng nó khác với cạp tròn. Ví dụ các bạn chưa có cây cạp nào thì nên mua cây cạp tròn trước, còn có điều kiện thì mua cả hai mình dùng nữa tiện ha. Phần lấy nét nó hơi đây, mình sẽ cắt nguyên cái phần này cho bạn xem. Cắt ngay này đi nè, khá là to nha. Đây đó, cắt phần to rất là ngọt. Đấy, những cái cạp Trung Quốc thì các bạn đâu dám cạp thế này, các bạn cạp thế này nó sẽ gãy, hoặc là nó có độ bén nó không có thể làm được chuyện này. Nó cạp đến một cái độ thì nó sẽ bị thụng lại, tại cái lưỡi nó đâu có bén bằng cái loại này. Đây, đó là mình test về cái độ bén và cái sức mạnh. Đây, để các bạn xem nha.
Rồi các bạn, đây là cây mới nè, cây đó mình đã sử dụng khoảng 2 năm rồi. Cây mới thì mình cạp xình sợ dính mũ cây thì mình phải đi đánh bóng lại nữa. Đó, mình lấy cây cũ mình cạp này, cây mới còn bén hơn cây cũ nữa. Bạn xem nha. Đây cây mới nè. Cành rất là to luôn, cành mai vàng. Đó, bạn thấy cành rất là ngọt. Giờ mình cắt mấy cành nhỏ này nha, mấy cành nhỏ này là không có nghĩa lý gì hết. Đó là phần về cặp xéo. Cặp xéo thì hay là để cạp xéo thường dùng để cạp cắt các bạn, cành cắt rễ trong hốc trong kẹt chứ không phải là để chiên để cạp sẹo đó. Nên là các bạn chưa có cây nào thì nên mua cây tròn trước. Về cái phần hướng dẫn sử dụng cạp, mình sẽ chia sẻ với các bạn như thế này. Thì cái cạp của mình á thì nó có 3 phần, 2 phần thôi. Một phần từ đây đổ lên, từ đây đổ lên thì nó yếu hơn phần dưới, nên là khi mà các bạn cắt những cái phạm vi mà nhỏ thì bạn nên cắt ở trên này, còn những cái cành có mang cấu trúc lớn hơn thì bạn cắt từ đây đổ xuống hoặc ở phần giữa thôi. Thì có tham cắt cái mỏ thì nó yếu hơn những cái phần dưới tại nó vót lên nè, các bạn lạm dụng quá thì cũng không hay nha. Đây mình cạp nó dính mũ cây chút xíu, mình sẽ vệ sinh lại tí xíu rồi nhúng dầu là nó sáng bóng. Rồi tiếp tục mình sẽ review cây tròn cho các bạn xem nha. Đây là cây tròn này. Loại này thì thép làm mỏng bén đó, nên là cạp rất là đã tay. Đây. Khi bạn cạp, các bạn chỉ cạp một mống như thế này thôi, bạn đừng tham quất hết, quất đứt hết nó cũng đứt nữa, nhưng mà về sau lâu dài bạn ẩu thì rất là dễ bị hư cây cạp của mình. Nên mình sẽ cạp, đây là cái mai vàng. Đấy, nó rất là ngọt. Đây là thường thường cái cây, những cái loại cạp khác nó để là cái chỉ cắt rất là to, có nghĩa là nó làm cái miệng nó không có khít á. Đó. Các bạn cắt thì các bạn nhấp ăn từng phần vô thế này thôi, ăn từng phần thôi thì nó rất là nhẹ tay và nó rất là bén. Đó. Bạn nghe cái tiếng thanh thao của cái thép nó cắt không? Tại mình tham mình cắt sâu quá thì nó nặng tay. Nếu bạn cắt nặng thì các bạn có thể xả nhã ra để cắt cái phần nhỏ hơn, ví dụ như thế này. Đó, rất là nhẹ, này nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đó. Đây. Đó. Thì cái cạp mà làm khít cái miệng này nè, cái miệng này nó khít thì chúng ta cạp rất là ngọt và nó để lại cái chỉ cạp nó cũng nhỏ nữa. Đó. Cạp Trung Quốc thì mình cũng có mua về bán nữa các bạn, nhưng mà về cái chất lượng thì mình đánh giá là thua xa lắm, và giá nó thì cũng không có mắc, nó khoảng tầm 200 mấy 300 ngàn cây thôi, thì nó chốt nó cũng lỏng lẻo nữa. Mình chia sẻ lại là cái chốt nó ở đây nè. Cái chốt nó làm ở đây rất là lỏng, mình đã mua nhập về 10 cây rồi. Có nhiều anh em hỏi loại cạp rẻ hơn thì mình cũng có nhập về bán nữa, nhưng mà bạn lắc nhìn thế này nè, nó lỏng lắm, nó có đánh không có chặt nữa. Bạn cạp thì nó ngông lên cái chốt. Thứ hai nữa là cái lưỡi nó làm rất là dày, có thể là bạn cạp 1-2 tháng đầu nó bén đó, sau này nó lụt nhách luôn, cạp là thụng vậy đó, cạp nó không có đứt ngọt và nó làm dập cây, nó làm hư cây của mình luôn đó, chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Đó là phần về cặp tròn. Cặp tròn thì các bạn nào chưa có thì bạn nên mua cây cặp tròn trước. Và nhớ là mỗi lần cạp thì cạp một phần nhỏ thôi.
để cho bảo đảm chất lượng của cây cà của mình. Cặp các bạn cạp phần nhỏ đi rất là ngọt và nhẹ tay, còn bạn cố cạp phần lớn thì nó rất nặng cây cạp. Tính ra giá ra bạn nói cạp không bén là không phải, các bạn cạp chưa đúng thôi. Đó, đó là về phần cạp nha. Đối với mức giá này thì mà mình bao ship vào luôn, bảo hành luôn cho bạn thì không có gì là mắc cả. Tại đồ nghề bonsai nếu mà chuẩn và bén và đẹp thì nó giá nó là phải như vậy thôi. Hôm trước thì mình có giới thiệu cho các bạn cây kéo cắt nhôm thôi. Đây, cái này thì được anh em thích ở con cái là cái mỏ nó quấu. Cái mỏ nó quấu thì mình sẽ bấm vào trong cái cành khuyết mà dây nhôm bị khuyết á, rất là dễ. Và nó lấy cái dây dễ cho mình. Còn những cái cạp, cái kéo cắt của Trung Quốc thì cái mỏ nó bằng, cái bàn cạp tự động nó đẩy ra, nó không có cắt sâu vào. Thì đối với kéo thì mình bán giá 350 bao ship. Nhưng mà đó, lúc trước thì cũng có cái này nữa bạn, cái này là cái kìm cắt nhôm, còn cái này là cái kéo cắt nhôm. Cái này là cây nâng cấp của cây kéo thì giá nó 450 bao ship. Đây, cái họng và cái lực cắt nó sẽ lớn hơn, cắt được dãy nhôm to hơn. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt hai loại dây cho các bạn. Đây là dây 3 ly nè. À, cắt mí mía mé ngoài thôi. Đây. Nghe cái tiếng cắt rất là nhẹ nhàng. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt dây lớn hơn. Dây này 4 ly. Dây này 4 ly. Đây. Cắt cũng rất là nhẹ nhàng. Không có vấn đề gì hết này các bạn, thậm chí các bạn cắt cái mỏ ngoài này cũng được nữa thôi. Đó. Cắt mỏ ngoài này thôi. Đó. Các bạn có thể cắt dây lớn hơn nhiều à, lớn hơn nhiều so với 4-5 ly chẳng hạn. Này, lưỡi nó đây. Ở thiết kế của cây này thì cây cắt Trung Quốc nó của Nhật nó thẳng luôn mà nó không có quấu như thế này nên là bạn lấy dây rất là khó. À, cây này anh em mua cũng rất là thích. À, nhưng mà nó giá nó hơi căng hơn cái cây kéo nên mình không có quảng cáo nhiều các bạn. Nhìn rất là đẹp. Nó cũng tháp một cái phần thép trên này nè. Thì nó sau này nó cũng bị tan nhẹ thôi, các bạn vệ sinh sạch là cán nó sáng bóng mãi luôn, nó không có bị gì hết. Nếu các bạn cắt dây lớn hơn thì các bạn đưa sâu vào trong này, ví dụ các bạn đưa sâu vào trong này thì nó an toàn hơn nha. Có thể cắt dây lớn hơn đó, trong này thì nó sẽ mạnh hơn ngoài mũi. Ngoài mũi thì chúng ta cắt dây nhỏ thôi, dây này thôi. Mũi thì có thể cắt ngoài này đó. Thì càng đồ nghề thì cái phần kết cấu ở trong thì nó bén và nó mạnh hơn, càng xa ra ngoài mũi thì nó yếu lại. Nên các bạn chú ý nè, khi mà sồi sử dụng mà cắt hoặc cạp cái phần lớn thì các bạn cắt sát vào trong, còn phần nhỏ hơn hoặc là bé hơn thì mình cắt ra ngoài mũi, đừng có lạm dụng cái mũi quá nha. Đó bạn, đây là cây kìm cắt nhôm rất là mạnh, ăn đứt những cây kìm Nhật luôn nha, và có bảo hành luôn cho các bạn. Nếu các bạn xài quá lực do các bạn hoặc là do bên sản xuất thì tôi sẵn sàng bảo hành cho các bạn. Đó. Rồi thì cái này là cái kéo tỉa thì nó cũng là em của con này thôi. Nó cũng cắt được nhưng mà nó cắt dây 3 ly trở xuống. Có thể cắt dây 4 ly. Cái này dây 4 ly, 3 4 ly nè. Cắt cũng được các bạn. Nhưng mà hạn chế cắt dây to hơn nha. Đó. Dây to hơn thì nó yếu, nó không có đủ lực thì các bạn phải dùng cây kìm các nhôm. Đây, thiết kế của nó đây. Mình lúc trước cũng mua mấy cây kìm, bằng cây kìm nhỏ nhỏ gọn gọn, nó cắt lâu ngày bị sát cứng ngắc, để dành cắt dây ở ngoài thôi, còn dây mà hằn vào trong cây là không bao giờ cắt được. Rồi. Cái này cây kéo tỉa. Cái kéo tỉa lúc trước thì cái lưỡi nó làm nó hơi dài nên là nó xảy ra cái tình trạng nó yếu, nên bây giờ cái lưỡi mình làm ngắn mà nó nhỏ hơn nên nó tăng cái lực cắt rất là mạnh nha. Cái lưỡi nè, rồi cái lưỡi này thì nó cũng bị tan phần này, đây là cái phần thép nên các bạn về cũng vệ sinh cho kỹ, xài xong vệ sinh và nhúng dầu. Hồi xưa cái lưỡi dài lúc này nè cắt thì nó yếu, bây giờ cái lưỡi ngắn lại cắt rất là mạnh các bạn. Này
Mình sẽ cắt mấy cái dâm này, là dâm này là dâm bằng lớn hơn cây tăm, chỉ răng chút xíu, dâm mai vàng nha. Đó. Rất là bán nha. Thậm chí cái này cắt vải còn ngọt, rất là ngọt. Nếu các bạn cắt cành to hơn thì cắt sát vào trong này. Đó. Thì nó là như vậy thôi. Cắt cành nhỏ hơn nhấp ngoài mũi này. Nhỏ hơn nhấp ngoài mũi. To hơn nhấp trong. Thì có thế thì độ mình nó mới bền được các bạn. Cái này thì xài phải biết ý tí xíu thì nó rất là ngon. Rồi. Đó phần cạp. Cái kìm cắt nhôm, kéo tỉa và kéo cái cắt nhôm. Sau đây mình qua cái phần dao. Cái dao thì bên mình bán 150 bao ship lẻ từng cây thôi nha. Nếu các bạn mua nhiều món trong bộ phận này thì mình sẽ bớt lại, tại vì mình sẽ bớt tiền vận chuyển mỗi món lại cho các bạn cho nó rẻ cho nên mình chơi. Đối với cái dao gọt thì đây, thì lưỡi bằng thép, cán cũng bằng inox. Rồi các bạn, đây là cái dao gọt, lưỡi lưỡi thép, cán inox. Bây giờ các bạn mình gọt cái này cho các bạn để thêm bạn biết được cái độ bén của nó. Mình sẽ đưa vì cái phần dao này mình kiểm tra kỹ lắm, nếu mà dao mình đọt không mướt thì mình để thợ là mài lại chứ mình không có gửi cho các bạn. Đấy. Dao thì cũng rất là bén các bạn. Anh em mình dùng xong thì cái lưỡi nó bằng thép này, chứ không phải như những cái lưỡi inox. Inox thì các bạn xài thời gian nó mẻ thì bạn không có mài được. Cái lưỡi thép này các bạn sẽ mài được. Và các bạn thứ nhất là bạn phải giữ cái độ sáng bóng như thế này bằng cách là xài xong vệ sinh mũ cây rồi bôi dầu cho nó thì nó sẽ bán bền hơn. Còn bạn mà cứ dùng xong mũ cây nó đóng lên trên lưỡi mà các bạn quăng vào cái góc nào đó thì nó sẽ bị rỉ sét và nó độ bán nó giảm xuống. Đây. Còn đây là cây dao móc các bạn. Cái này dao móc nhìn rất là đẹp phải không? Khi các bạn muốn thay chậu, các bạn thọt xuống, bạn móc xung quanh để cho cái rễ nó đứt rồi bạn thay. Đó. Cái lưỡi cũng bằng thép luôn, cán inox. Thì cái bên này đồng giá 150 mỗi cây bao ship các bạn. Nếu bạn mua một cặp thì mình cũng khuyến mãi hoặc bớt tiền cho bạn tí xíu. Đó. Về cái cưa này cũng giá 150 bao ship. Đây là cưa ship, cưa sứa cán gỗ, lưỡi dài 15 phân là tấc rưỡi đó. Cái này thì bằng thép trắng nha, thép trắng. Đây, các bạn cưa rất là ngọt và cái độ đứt của nó rất là nhanh, tại răng nó móc không à, răng móc ngược. Cái này xài thì cũng vệ sinh nữa nhưng mà nó không bị sét thì chúng ta thoải mái hơn cái khâu bảo quản tí xíu. Đó. Cưa 15 phân giá 150 bao ship. Còn đây là cây cưa này không phải hàng của Việt Nam, đây là cái hàng của Trung Quốc. Mình nhập về để cho đa dạng các món. Cưa này thì khoảng 120 bao ship, 120 bao ship mà không tới 150. Phí ship nó khoảng 30.000 rồi. Tính ra cây này có 80-90.000 thôi. Xài cũng cây này thì răng nó thẳng chứ nó không có móc như cây cưa kia. Cây cưa kia răng móc. Đây. Cây này răng móc. Cây này răng thà răng thẳng. Thì răng móc thì bạn chỉ gịch được thôi, Còn cái này vừa gịch vừa đẩy nó cũng vẫn đứt rất là ngon. Nó ăn hai đầu. Cái này thì 120 bao ship. Đó là giá bán lẻ từng món nha các bạn. Còn đây là cái đục dẫm.
Đục dũng thì lưỡi nó tháp, phần tháp đây nè. Còn đây là cán inox, các bạn cũng vệ sinh phần này thôi. Đục thì chúng ta giá này thì 120. Ở trên mạng có rất nhiều người bán đục, các bạn người ta bán cả bộ 10 cây, 20 cây, thậm chí tính ra cây có 20-30 ngàn. Thì mình nói đây luôn, tiền nào của nấy thôi. Nếu bạn ham được rẻ thì thứ nhất là mau lục, thứ hai thì nó có vấn đề gì, thứ ba là ta sẽ không bảo hành cho các bạn đâu. Đây đó, này cũng 120 bao ship luôn nha. Cán rất là dày, cán này bằng inox, inox đặc. Còn lưỡi thì bằng thép, thép của hảo. Đấy. Thường thì đục người ta áp dụng cho kiểng bonsai lưỡi lớn, tại vì nó nặng, nó lớn mình đục nó mới nhanh. Còn cạp thì mình cạp cho cây tầm trung và mini nhiều hơn. Đó, thì bạn chơi cây mini mà tầm trung thì bạn nhất thiết phải mua cạp. Tại vì đục, mình đục ba cái cây đi luôn, tại cây nhỏ quá đâu có vững để mình đục. Rồi. Với cái này thì giá nó thì nó cũng tương đối nha. Vừa bao ship nè, giá cạp. Rồi bạn, cạp thì xéo tròn, đồng giá 750, kìm cắt nhôm 450, kéo tỉa kéo cắt nhôm 350, dao gọt, cưa, cưa ship 150, cưa lá 120 và đục cũng là 120 luôn mỗi cây. Thì giá đó là giá lẻ mình sẽ giao cho các bạn. Mình sẽ giao cho các bạn với bao ship, xin lỗi, cái đục này thì 120 thì cộng thêm phí ship nha. Tại cái quên đó, mình quên cái đục. Cái đục thì nó giá nó mắc hơn cái kéo, cái cưa. Nên là 120 thì mình không bao ship được. Nếu bạn mua một bộ thì hai cây thì mình bao luôn. Hai cây này thì 240 bao ship. Đó. Với mức giá này thì mình chỉ bảo hành cạp bốn món này, các món này kéo nè, kìm, cạp, những đó là những món đắt tiền mình sẽ bảo hành. Đó thì các bạn có thể mua những cái loại rẻ trên mạng 300-200 mấy cũng có à, mình nhưng mà cái mình xài thời gian nó hư, hoặc là mình hỏi người bán người ta có dám bảo hành không. Nếu người ta dám bảo hành thì mình dám mua, ngại gì. Đó, thậm chí cây trên mạng 1 triệu mấy một cây người ta vẫn chưa dám bảo hành cho anh em mình đâu. Tại ở đây là cái xưởng của bên mình làm thì mình sẽ sửa được. Mình làm thì mình sẽ sửa được cho các bạn luôn. Đó. Nó quan trọng là cái là chỗ người bán làm được thì sẽ sửa được. Còn những cái món Đài Loan, Trung Quốc hay là Nhật thì bên nước nó sản xuất. Người mua mua về đeo bán thì nếu muốn gửi sửa thì phải gửi người của bên đó đó. Nó sửa thì nó đội lên giá tiền rất cao nên đâu ai dám bảo hành cho mình. Đó. Bây giờ là mình sử dụng toàn các món này thôi các bạn. Đồ nghề của mình là cũng đa số là những thằng này. Thứ nhất là mình có xưởng rèn luôn, lỡ mình xài hư thì hoặc nó quát họng hay là vấn đề gì đó thì bên xưởng rèn sẽ bảo hành cho các bạn. Đó, thì mình sẽ hỗ trợ luôn các bạn. Mức giá này mình sẽ bán bạn, mình sẽ có uy tín, mình sẽ bảo hành, hỗ trợ cho các bạn nếu xảy ra sự cố vấn đề gì. Đó là cái quan trọng đó. Rồi anh em nào có ủng hộ sản phẩm bên mình thì hãy gọi số điện thoại mình để trên cái tiêu đề video nha. Nếu bạn mua nhiều món mình sẽ bớt, xem như mời cà phê các bạn hoặc tặng phẩm nếu mà mình có. Rồi mình cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ sản phẩm mình rất là nhiều. Đó thì chúc các bạn một ngày mới dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu mà có gì hay thì mình sẽ chia sẻ cho với các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.